xin chào cả bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây, yeah yeah. Và đằng kia là cô Tư áo bông các bạn ơi. Hello, chào các bạn các con. Đầu cổ tôi nhùi. Ok mấy bạn ơi, thì ngày hôm nay buổi trưa, ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một món ẩm thực mà mình rất là thèm luôn, đó chính là bánh khọt nha mấy bạn. Sáng nay thì Tiên nó đi đám cưới rồi mấy bạn ơi, bữa nay là chủ nhật cho nên là sáng nay có một mình ở nhà mà mình cũng không có xe để đi chợ nữa, nên mình mới nhờ bạn Bắp đã chở mình đi chợ để mua đồ về làm bánh khọt nha mấy bạn. Bây giờ thì mình với mẹ sẽ chóc dừa để nạo dừa rồi làm bánh khọt ăn nha. Nếu mấy bạn thích những cái video ẩm thực bình dị như thế này á thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Và nếu các bạn muốn mình làm về nội dung gì thì các bạn hãy để lại dưới phần comment nha. Không qua thì mình không có ra video tại vì mình bị nhức đầu á, tại vì trời nắng cái tự nhiên mưa, nắng bưng bưng cái mưa á, do là bị viêm son cho nên nó nhức đầu bưng 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 luôn, mình rất là mệt mấy bạn ơi, cho nên mình đã nghỉ một ngày và ngày hôm nay uống thuốc rất là khỏe phắn. Sáng mình đã ăn sáng rồi cho nên bây giờ tinh thần của mình rất là thoải mái luôn, cho nên mình sẽ quay một video ẩm thực để các bạn xem, để mấy bạn quên mình á, mấy bạn đừng quên mình nha, nhớ nhấn like video này cho mình đó. Còn bây giờ thì đi chóc dừa với mình nha, let's go. Thì mình sẽ chóc hai trái dừa này nha, mẹ mình mới lụm vô cho mình đây. Nay Nhớ đi chợ không biết nó đổ bánh khọt mua gì ta, để cô coi coi đem cho 5 trứng hột gà. Có hành, có cải, có bịch bột, bánh xèo, ớt, nửa ký tép, hai cái củ cải, rau, ớt. Như vậy thiếu gì không ta? Bột nghệ. Đủ rồi. Thiếu gì không? Không, đủ rồi. Ok nha mấy bạn, chứ chỉ cần đi hái lá cách với lá cốc, lá xoài nữa là ok luôn. Cái cách đây non dữ lắm. Dạ. Mua 40.000 tép nè mấy bạn, thấy không? Tép nhỏ xíu rồi, chứ hôm nay mình không có mua tép bự nha. Cái này tép mặt trắng á. Tép này dưới bánh tre á nha mấy bạn. Cái chị mà mình hay mua á. Lần này mình đã thành công rồi nha. Đấy. Thành công rồi nha mấy bạn ơi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ nạo dừa ra để dắt rồi mình sẽ đổ bánh khọt nha mấy bạn. Cái này chỉ khó cái công đoạn là lúc mình nạo dừa thôi à. Ở trong này mình cũng có mặc cái quần nha mấy bạn. Mấy bạn đừng nói mình mặc váy mà ngồi chàng hãng nha. Mình có mặc cái quần nha. Đó. Giờ Như mắc nạo dừa, cô ướp tép cho rác nó xào nha các bạn. Ba muỗng một ngọt nhí, ba muỗng một nêm nhí, muỗng đường nhí luôn, ba muỗng đường, tí xíu nước mắm nha, cho miếng tiêu cho thơm nha các bạn ơi. Mình sẽ quay cho mẹ mình. Ok, giờ cô đổ bịch bột ra giùm cho Như. Bịch bột này chắc đổ dữ lắm á ta. Nạo xong dừa nè mấy bạn, mỏi tay quá. Bây giờ mẹ mình sẽ bóp nước cốt rồi dắt vô trong cái bột nha. Hai trái dừa mà nhiều không ta? Được. Chắc được, nhiều quá cái nó bị dầu dừa. Mấy bịch chiên giòn không? Hả mẹ? Chiên giòn hả? Có. Quên bịch bột chiên giòn mấy bạn ơi, để mình chạy về nhà trên này mình lấy cái bịch bột chiên giòn xuống để vô cho nó giòn giòn rồi béo béo ăn nó mới ngon nha. Nhất là có hột gà vô nó sẽ xốp với lại nó thơm cái bánh khọt của mình nữa. Thiếu bột chiên giòn là nó sẽ không có ngon đâu, mình quên. Là bịch bột chiên giòn mình mới lấy xuống, con đổ vô nha mẹ. Rồi, tính ra một bịch bột mà nhiều dữ vậy. Thì không cũng nhiều. Hai mẹ con mình đổ chắc tới chiều nữa quá mấy bạn ơi. Rồi, dắt nước cốt vô. Mẹ dắt đi con cầm cho. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ xong kiếm hộp bích làm bánh khọt nha mấy bạn. Bánh khọt hai mẹ con. Mình dắt tới chừng nào được thôi hả mẹ? Dắt coi vừa thôi chứ lỏng chi cũng được. Lỏng rồi không có bột đâu nha. Hơi nhiều nha, hơi nhiều rồi đó. Được chưa? Cái này đi quậy ra coi sao. Chưa đâu. Giờ cô đọc cái trứng hộp gà sẵn như thế này. Hộp gà này là hộp gà nhà mình đẻ nè mấy bạn. Không có một nhớ đâu. Mình sẽ cho hành vô nha mấy bạn ơi. Nó sẽ có màu rất là đẹp luôn. Wow. Giờ quậy lên hết.
bây giờ thì mình sẽ cháy tỏi nha mấy bạn. Bữa nay mình làm là mình tự quay luôn, cho nên mình sẽ quay nhiều hơn là thấy mình nha mấy bạn. Mình nè, bây giờ thì mình sẽ cháy tỏi để mà phi mấy con tép lên cho nó thơm. Chờ cho tỏi nó thơm trong dầu mà chừng 5 giây à, tại vì chảo mình nó nóng rồi đó. Đó, tỏi bắt đầu thơm rồi nè mấy bạn, thấy nó săn lại không? Đây là tép mẹ mình ướp, cho vô hết luôn. Xào lên một chút xíu nó đỏ là mình có thể nhắc được rồi nha mấy bạn. Có ai mà xào tép mà lấy cái giá như mình không? Đây, lấy cái gì mình xào cũng được hết trơn á mấy bạn ơi. Tép này mà tép bạc trắng mà nó cũng đỏ dữ ta. Cháy cho nó săn lại với nó chín nữa là được rồi đó. Rồi mình chuẩn bị đổ thử cái mẻ đầu tiên nha. Rồi lúc trước mình hay đổ bánh khọt bằng cái đồ mà bằng đất á mấy bạn, rất nung á, ăn nó rất là ngon. Không biết là cái chảo này thì nó sẽ như thế nào đây. Chảo này làm bếp ga cháo khỏe, nấu bếp củi mệt, cay mắt. Nhưng mà nấu bếp củi lúc nào nó cũng đẹp hết trơn mấy bạn ơi. Này có hai mẹ con à, làm bếp ga cháo khỏe nha. Đó, mấy con tép của mình nó săn lại vậy rồi đó. Cho 3 phút nữa đi, nó chín là mình sẽ tắt đem xuống nha mấy bạn. Đổ cái này ngày xưa mình nghĩ nó rất là khó luôn á, với lại nó lâu nữa. Mà không, công nhận là từ ngày mà có mẹ mình chỉ mình á, cái gì mình cũng làm được trơn á. Với lại mình thấy nó cực kỳ là đơn giản. Bánh khọt với bánh xèo này cực kỳ là đơn giản luôn. Không biết pha bột thì cứ mua bịch bột về, rồi nước cốt vô, cho tí xíu muối vô, hành vô, trứng gà vô, rồi quậy lên, thấy đổ thấy vừa là được, đừng quá lỏng là ok. Thêm bịch bột chiên giòn vô cho nó giòn giòn luôn, béo béo luôn. Rồi muốn ăn tép thì bỏ tép, còn không muốn ăn tép thì bỏ hải sản. Mà không muốn ăn hải sản thì để thịt luôn. Không muốn ăn thịt heo thì để thịt vịt. Không muốn thịt vịt thì để thịt bò. Thịt gì cũng được hết trơn, ai thích gì bỏ đó nha mấy bạn. Bữa nay mình thèm quá nên mình mới rủ mẹ mình làm á. Ok, chín rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ tắt đây. Thơm nước mũi luôn. Này mà có tô cơm nóng á thiệt nha, với dưa leo rồi á, với trời ơi, rau luộc hai chú chín gì á, ăn ba chén một chén luôn mấy bạn. Nãy mẹ mình niêm rồi mà. Bây giờ mẹ mình chuẩn bị đổ mẻ đầu tiên. Giờ cô đổ thử coi. Đây, đổ vô đi mẹ, thử coi. Wow. Một em. Cái này chắc nó lâu quá. Hai em. Mình thì sẽ gấp tép bỏ vô nha mấy bạn. Đây. Hai mẹ con sẽ xong kiếm hộp bếp làm. Cái này nó cũng dễ mà mấy bạn đúng không? Đó. 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 Cái này nhỏ hơn cái kia rồi. Mẹ, cái này nhỏ hơn cái đồ bằng gan á. Đây. Đây. Wow, ngon quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Đó, tiện ghê không? 60 ngàn, phải re luôn. Trời ơi, thơm quá mấy bạn ơi. Dở ra cho mấy bạn coi nha. Ngủ hồn chưa? Không biết trở lại được không ta. Mình thấy có vẻ như là không dính á. Để mình kiểm tra thử một em thử coi. Để mình kiểm tra nha mấy bạn. Ôi, ngon lành cành đào luôn. Nè, mình quay nó luộc luôn nè. Để cho nó giòn chút xíu nữa nha mấy bạn. Wow, wow, ok, ok, ok. Quá ngon luôn, wow. Ok luôn mấy bạn ơi, mẻ đầu như vậy là quá tuyệt luôn rồi. Bữa nay hai mẹ con mình một pha khỏe luôn rồi mấy bạn ơi. Khỏi đổ cái kia cại cại. Cái kia nó cũng không dính lắm, nhưng mà mấy mẻ đầu thường nó không thành công. Mấy cái này có cái này là ok rồi, bao nhanh luôn. Ai mà muốn là đổ bánh khọt mà nữ công gia chánh luôn á, mua cái này nè. Về làm ta nói bao phê luôn, khỏi sợ dính vậy đó. Nãy mình sợ dính mình mới đổ dầu á, chứ đáng lẽ khỏi đổ dầu luôn cũng được nữa các bạn. Ngon lành luôn mẹ. Nhìn nè, nhìn nè. Nè. Chứ cháu sao khỏi đổ dầu. Nè, nè, nè. Đó. Trời ơi, cái này mình khỏi trở luôn á. Nè, mình để vậy chín luôn nè. Chụp. Cứu bé. Tại cái bếp ga xì ba chao quá.
chắc con nghĩ khô quá ta. Thêm nước mà. Để xíu nữa mình nhắc xuống à. Chắc chưa? Được lại không? Hay khỏi lọt. Hay để vậy cũng đẹp mà. Lại đi. Chưa giòn. Nè. Chưa giòn lắm. Đó. Sao thấy vậy mà thêm nước nữa mà ngon quá. Để chút mình ăn thử một cái coi. Ngon không mẹ? Thấy khỏe hơn không? Cái này là khỏe re luôn á. Quá phê. Quá đỉnh luôn mấy bạn ơi. Rồi. Không dính không lo âu luôn. Mẹ về ngủ một giấc đi con đổ cho. Chắc vừa. Quá phê luôn mấy bạn ơi. Bữa nay chắc mà mình đổ rồi. Mẹ mình khỏi đổ mấy bạn. Dễ mà. Có cái này là dễ lắm. Thấy mình nổ ghê không? Chắc vừa. Ngon quá. Thôi chỉ 3 phút nữa đi nhắc xuống. Gấp ra. Cái ghế này nãy mình để máy quay lên đó, chứ hồi sao nó cao được vậy. Thôi mình quay một mình thấy cực không mấy bạn. Đây bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Thấy ngon ghê chưa, ngon lành cành đào ghê chưa. Đó mẹ mình đi rửa rau rồi. Để lên đây. Nè ngon chưa, ngon chưa. Bây giờ tôi sẽ gấp ra đây. Wow. Ngon chưa, ngon chưa. Wow. A few moments later. Wow. Bây giờ mẹ sẽ gấp ra nha các bạn. Nè mẹ. Ngon lạnh rồi nè. Giòn khố luôn. Quá. Giờ mới giòn nè. Chịu lửa lớn là giòn khố luôn á. Ngon lạnh không? Nè đó. Lạc lâu dữ. Đó. Cái này là đổ mà ghiền luôn. Đổ cái này kiểu này ghiền luôn nha mấy bạn. Ngon chưa, ngon chưa. Sao có cái bự nhỏ vậy? Cứ lúc ban đầu mình làm nhỏ xíu à. Ban đầu úp xuống. À. Úp xuống làm như nó teo cái dành. Nó không có dảnh lên đó. Đúng rồi, khỏi úp. Nó không thành bánh bèo như vậy mới thành cái bánh bèo nè. Cái này là như cái chén luôn rồi nè. Mẹ như thành cái chén luôn rồi nè. Ừ, nó dảnh vậy ta mới kêu cái bánh bèo. Nhưng mà mình làm bánh khọt. Bữa nay mình làm bánh phọt chén luôn à. Chết thôi. Chết rồi. Coi cũng ghiền. Bên đó nóng dữ. Nè thấy không? Dễ ha. Để cho một miếng lửa lên lên chút xíu cho nó giòn giòn ngon. Hai cái này làm khỏe re luôn. Mẹ mình đi về chợ lấy nước mắm làm nước mắm rồi mấy bạn ơi. Hai mẹ con đổ cái này xong cái ngồi nói chuyện, ta nói tâm sự trời đất rồi vui. Lâu lâu làm những cái video vậy thấy nó rất là vui vẻ, bình dị và gần gũi luôn mấy bạn. Giống như mình chọn cái công việc này vậy đó. Ngày trước thì mình làm nó không có, nó chỉ có gọi là niềm tin thôi và sự kiên trì thôi. Thì bây giờ làm nó cũng có được một số thành quả nhất định rồi. Mình thấy rất là xứng đáng vì thời gian mình bỏ ra luôn. Giống như là Trời bốc khói dữ. Quá ngon luôn mấy bạn ơi. Giống như là khi mà mình đi làm công ty á, thì mình cũng làm cho người ta thôi. Rồi mình không được ở gần cha mẹ mình nữa. Mình làm cái này mình thỏa thích cái đam mê sáng tạo ẩm thực của mình. Mà vừa được ở gần bên cha mẹ mình nữa. Rồi có nhiều thứ đầu óc của mình nó linh hoạt hơn nữa. Giống như mình suy nghĩ lại chút, trước đây mình đã uổng 4-5 năm thanh xuân khi mình đi làm công ty á. Tại vì nó có một cái công việc mà mỗi ngày mình cứ lặp đi lặp lại giống như một cái cỗ máy mà mình hoạt động suốt 4 năm vậy đó các bạn. Cảm giác nó rất là buồn chán luôn. May là có những người bạn á, người ta đồng hành cùng mình, người ta cũng làm giống như mình vậy đó. Rồi mình mới thấy vui, mình mới có phấn khởi, mình đi làm mỗi ngày với lại vì đồng tiền thôi, mình mới như vậy thôi. Bây giờ thì mình mới nhận ra nếu như mà một ngày nào mình đó mình đi làm nhiều quá thì cha mẹ mình sẽ già đi mỗi ngày. Và nếu như mà mình bỏ thời gian ra mình để đi làm kiếm tiền ở đó thì thay vì mình sẽ chọn kiếm tiền ít hơn để mình được ở gần cha mẹ mình nhiều hơn các bạn. Nhiều khi mình thấy mình suy nghĩ cũng người lớn ghê á. Nhiều khi mình thấy mình cũng vậy á các bạn. Nhiều khi mình thấy mình suy nghĩ cũng xa vời lắm. Nhưng mà mình thấy mình suy nghĩ như vậy rất là tốt luôn. Nhiều khi mình thấy bản thân của mình còn trẻ, mình cũng thích đi đây đi đó xa xôi này kia để khám phá các kiểu các thứ. Nhưng mà đi đâu, ở đâu cho bằng ở nhà mình đây mấy bạn.
4 năm làm công ty là đã quá đủ rồi. Bây giờ mình chỉ muốn làm ở nhà và tìm một cái gì đó làm nhiều hơn, tự do hơn. Với mẹ đổ được một mâm khổng lồ luôn rồi nè mấy bạn thấy không? Ghê chưa? Bây giờ còn một mẻ này nữa xong rồi đó. Mấy bữa nay mưa quá cái cây chuối này nó ngã luôn rồi mấy bạn ơi. Có cái buồn bự lắm ở đây nè mấy bạn thấy không? Đó, có cái buồn bự lắm ở dưới đó đó. Vậy mà nở lòng nào nó ngã xuống sông luôn mấy bạn ơi, quá buồn. Cốc gốc rồi. Bây giờ mình sẽ đi hái lá cách nha mấy bạn. Lá cách này ở nhà mình nè mấy bạn thấy tốt ghê không? Bự chà bá luôn nè. Thấy ngon lành cành đào ghê chưa? Lá cách này mà cuốn chung với cái bánh khọt á là ăn nó ngon dữ dằn lắm luôn á mấy bạn ơi. Còn nếu muốn ngon nữa mình ăn lá cốc hoặc là đi hái lá xài á mấy bạn. Đi. Vẽ ăn chi mất công. Không có cái gì mà sướng khi mà ở dưới quê hết trơn á mấy bạn. Cây nhà lá vườn, có gì cái mình ra vườn mình hái luôn rồi mấy bạn ơi. Sướng thiệt sự luôn á. Nói chung là không có ở đâu á mà ở nhà của cha mẹ mình hết trơn á. Ta nói muốn làm mà, muốn ngủ ngủ, muốn ăn ăn à. Không ai làm gì mình hết trơn á. Thấy mình nói đúng không? Nếu mà thấy mình nói đúng nhớ để lại cho mình like nha. Ai mà coi video của mình riết không có ai mà muốn lấy chồng luôn mấy bạn. Tại vì ở nhà sướng quá lấy chồng chi nữa. Nhiều khi yêu quá phải lấy thôi mấy bạn ơi. Mà mình thì không có nha. Bầu trời trong xanh quá mấy bạn ơi. Mấy bữa trời nắng như vậy nè mình rất là vui nha mấy bạn. Mình mới hái xong nè. Giống như là trời nắng á, tâm trạng của mình nó cũng hồn nhiên hơn. Trời mưa thì nó tạo cảm giác cho mình hơi buồn một chút xíu. Tại mình không ra vườn quay clip được. Nhưng mà trời nắng như vậy thì nó dễ bị nhức đầu lắm mấy bạn ơi. Chiều vô nhà lại đầu nó tưng à, ta nói nó mệt dữ lắm nhưng mà mình phái nha mấy bạn. Còn trời mưa thì mình cũng phái nhưng mà mưa ban đêm thì mình phái hơn nha. Bây giờ rửa cái đống lá cách này là ăn được rồi đó. Mẹ mình đang làm nước mắm ở đây nè. Chuẩn bị bỏ củ cải vô nữa là xong rồi. Chiên xong rồi nè mấy bạn thấy hấp dẫn ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Mệt luôn mẹ. Khỏe không? Vẽ re như bò kéo xe. Vẽ re như bò kéo xe hả? Vẽ re như bò kéo xe. Nhìn chậu dính vẽ re như bò kéo xe các bạn. Ok mấy bạn ơi, thì mình với mẹ đã làm xong rồi. Bây giờ mình gọi bắp vô ăn chung luôn nha. Tại sáng nó chở mình đi chợ đó mấy bạn. Chứ sáng mình không có xe. Mình nhờ nó chở mình đi chợ cho nên giờ mình mới kêu nó vô ăn nha mấy bạn. Hello đi, hello đi. Hello, xin chào các bạn. Hello, chào các bạn con cháu. Hôm nay cô với Như đổ bánh phọt xong rồi nè. Giờ mời các bạn con cháu thưởng thức với dành cô nha. Ok, ăn đi không? Mời các bạn. Mình có lá cách nè, lá cốc nè. Ăn lá này không? Mẹ ấy tới không? Tới, trời ơi. Trời ơi, tôi kéo. Tới bên kia luôn. Kéo sức vô là sao? Cái tay tôi tới. Cái tay tôi tới. Đó. Dạ. Cốc non. Kỳ cô đi. Lá cốc ăn tôi lè. Đi nấu, đi thi đổ bánh xèo á. Mà ra xã không có lá cốc này chấm điểm thấp nè. Với lá đinh lăng. Lá cốc với lá đinh lăng. Mời các bạn nha. Biết chạy về nhà lấy à. Mà lúc đó cốc nó không có đập nhau. Mà nhà mình đâu có lá đinh lăng rồi hả? Ừ, nó cốc rồi. Thi đổ bánh khọt hay bánh xèo quên nè. Bánh thiệt. Mà được hẳn vậy. Ngon quá à. Đây có hột gà ăn nó xốp xốp à. Ngon không? Năm trứng ngon hơn ngoài tiệm luôn, ngon bữa trưa không đổ đổ 10 trứng nha, chỗ mình mua ăn luôn này đổ này. Cái bịch bộ bánh xèo 20.000 nè, 40.000 tép là mới có 60.000 à, bịch lọt chiên giòn là 10.000 là 70.000, với hai cái củ cải 12.000 là 82.000, với còn lại mấy ngàn rau, giờ 100.000 cái mâm bánh khọt nè, 100 cái nè mấy bạn. Thì tính ra nó rẻ hơn ngoài nó bán. Bánh mặn không? Được. Không. Ngoài bán 25.000. 25.000 chục cái hả? 12 cái gì á? Đúng rồi. 12 cái. Ừ. 2.000 cái hả? Mày có rau thơm nữa. 2.000 cái. Có rau dắp nữa mấy anh em. Dắp rau mua cây. Thì chuyên công ta làm nó chi cha. Tiếc mồ. Mà lỗ này ngon ha. Hấp dẫn.
Bữa nay đậu khỏe, không có đậu bếp củi, không có cay mắt. Này đậu bếp ga khỏe. Nãy ngồi coi trời nè. Nói cô gì cho ảnh luôn, cho ảnh lạnh lắm lắm. Còn tao rồi. Ngồi tao nói trời, nói đất xong khét luôn. Nói là chuyện mình không khét. Cô nghe nó đọc nhắm nhãn như thế nào. Nói chuyện một mình. Gọi là độc thoại á. Hiểu không? Lâu lâu ăn cái nó ngon ha. Thèm mới sáng mua ăn. Cứ bữa mua có 10 cái ăn không đã. Nay là 100 cái ăn cho đã. Đói không? Khóc không? Có khóc không? Có nó khóc không? Nó khóc còn kìa, ra ngoài hát. Ông ăn không á? Được rồi, rồi. Còn con nhiều lắm không? Dạ. Ăn đi chua chua. Nó ăn gọi lá cốc, lá xoài với mấy cái loại rau rừng á. Rau gì tên khó đọc quá quên rồi. Bữa ăn ngoài ngoài tiệm mà quên. Ủa cái rau xanh nhỏ nhỏ không có hả? Không, bự cho bá luôn á. Vậy hả? Sao người ta để từng cây cho mình lựa chứ không có bó. Sao con nhỏ nhỏ? Không có nhỏ, cái này là nhỏ nhất rồi nè. Con xịt thuốc thằng chỗ rồi đó. Ăn ít nè, ăn bộ ít nè. Vậy là biết sao ông bắp ông bự vậy rồi đó. Do ông có thuốc tăng trưởng cho nên bự vậy á. Ăn nhiều đồ thuốc tăng trưởng quá. Uống miếng nước mía nè. Làm thì bị ghiền, bị phái luôn á. Chứ tới giờ dừng ăn cái đã. Thử mấy cái ngon. Nãy ăn 4 cái chứ bộ. Nãy đói bụng quá thử 4 cái chứ bộ mấy bạn. Nhìn cái nó dội. Thấy nhiều quá giờ nó dội. Thấy nhiều quá gọi là bị chàng bán hồng. Nước mắm ngon. Ngon không? Ăn cái bánh này nó xốp xốp ngon ha. Nhưng mà mình làm cái mâm bằng này không dính á, nó không có kiểu như nó không có giòn giống như là mình làm bằng chảo gang ha, ngò đất ha. Không có dầu nhiều, không dính không có gì. Nhưng mà ăn cái bánh nó ngon. Không quá khô luôn á. Dừa, mũi trắng quá. Dầu nhiều quá, ăn được không? Cái này đâu có làm dầu đâu. Đâu có dầu. Chứ chà ông dính hồi có mới chán dầu lần đầu á con. Cái này đâu có dầu đâu. Chảo nó mới mà chảo bánh phọt không dính. Thường thường thấy người ta chế vô là mỗi lần chế dầu vô. Dầu là người ta đổ biết cái nồi đất không hả? Đúng rồi. Thơm hôm rồi đổ nồi đất vô. Mà cũng không có ao dầu nhiều. Dầu nhiều quá ăn ngán lắm. Giống như bánh xèo á. Bánh xèo giờ đổ chảo không dính cũng ngon nữa. Rồi tiên đã không dính. Còn bánh mà tối quá không có gì còn. Còn bánh xèo miền Trung mà mình chiên là chiên trong dầu luôn á. Yeah. Bánh xèo miền Trung là cái nhỏ xíu vậy nè. Chưa ăn. Nhỏ xíu mà ăn một lần là ăn chục cái á, nó giòn lắm. Chứ không phải giống như bánh xèo miền Tây mình. Với con chưa ăn. Sợ mập mà. Chưa bao nhiêu chàng. Làm ngán á, làm ăn ngán. Bây giờ mình sẽ ra quay cho mẹ mình với bắp ăn nha mấy bạn, tại vì bây giờ mình lâu quá. Chứ thường thường mẹ con làm bánh xèo á, con ăn vụng mà. Chiên ra là con ăn ngon liền. Còn mà đợi mình chiên xong mà chắp chồng lên đem lên. Đúng rồi. Ăn nó nghe. Hồi chiên nóng bếp ăn ngon. Lúc đó ăn vụng á, thường thường ăn vụng ăn lén là ăn ngon lắm. Nã tao chiên tao cũng ăn ngon. Ăn không cũng ngon. Ăn không cũng ngon á, béo dễ sợ luôn á. Có hai trái dừa khô nha. Hai trái dừa nhỏ. Nãy tao nạo dừa muốn chết luôn vậy mày. Kêu nó lại nạo dừa, nó mới lại mấy bạn. Giờ nó ăn thì nó vô. Nó ký hợp đồng. Mất 1 triệu mà. Ngon không? Ừ. Béo thơm. Dám làm thử thách ăn hết mâm bánh cọt này không? Không nổi. Sao không nổi? Đâu hàng. Chắc chạy xe về không nổi luôn. Ngon không mẹ? Mẹ ăn mấy cái rồi? 4 cái. Ăn thì no, đau bụng quá. Nay như cô đậu bánh phọt ăn ngon quá các bạn ơi.
Bột thì thơm thơm xốp xốp, thơm mùi hột gà. Còn tép ăn béo béo giòn giòn. Với lại béo béo nước cốt dừa ha. Tép này sáng ngồi lựa từ con luôn nè. Bởi hàng chi lâu. Đi chợ mua hết rồi phải không? Ra mua tép là mua lâu nhất luôn, ngồi lựa một thao tép khổng lồ. Ngồi lựa từ con luôn, được nhiêu đây nè? Được 100 mấy con. 104 con hay gì? Này thiếu rau gì mẹ? Có thiếu rau gì không? Không lụi phải không? Hồi sáng không có luôn á, không có chỗ nào có luôn á. Sáng cũng đi hết mấy chỗ bán rau mà không có chỗ nào bán rau không lụi á. Mắt không có. Ờ, mắt cũng không có. Mưa nhiều quá à. Mưa quá nó thúi hả? Tính ra làm bánh này dễ ạt à, không có gì khó hết trơn. Vậy bột đổ vắt nó cốt, khoa bột đổ quá rồi. Ừ. Hồi xưa thấy làm khó thiệt, mà giờ thấy làm hoài thấy dễ ạt à. Xưa xay bột, chứ không có mua. Bây giờ ông ngâm xay. Xay bằng mà cối không? Cối xưa. Cối đá. Cối đá cá đối. Này nè, khét giống như bánh trứng không? Nhà chỉ có khó là mình không để ý á, quên á, nhìn trời nhìn đất nó khét nè. Tại để lửa nhiều quá. Tại nãy tao để lửa lớn á, biết không? Lo nói. Cái tao lo nói chuyện á. Tao lo nói chuyện mình á. Lăn lá gì không biết nữa rồi. Lăn lá nhuyễn nhuyễn mà giờ cái gốc người ta ưa ngâm rượu uống. Cái cây nguyên một cái bụi luôn á. Cái lá nó nhuyễn nhuyễn mà nó quăng quăng á. Biết không? Mới qua thấy tao chỉ cho. Hay kẹp vô cuốn tập học bài đó. Thơm thơm. Ủa, lá thuộc bài mà. Không phải cái lá thuộc bài, cái bụi á. Cái bụi hơn lá thuộc bài. Cái lá giống như ngải cú vậy á. Ngon không? Nãy giờ ăn ngon. Mấy cái rồi? Đúng rồi. Sớt nước mắm chục cái. Một chục cái, đúng rồi. Một chục cái hả? Sớt mắm thêm con. Để được con. Nãy đây là 96 cái nè mấy bạn. Ôi, 96 cái mà một mâm như vậy luôn á. Nhưng mà bữa nay đổ cái chảo này là cái bánh nhỏ nha. Nếu như mà đổ bằng chảo bằng đất là cái bánh bự rồi đó. Đúng không ạ? Ừ. Bánh bự mà nó dẹp chứ nó không có trũng giống vậy. Này nó hơi trũng rồi đó. Này giống... là bự rồi đó. Ngoài tiệm bán nó đâu bự vậy. Giống như cái chén. Đổ bột ít thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè. Nó giống như cái chén vậy à. Bự không? Bự. Còn ngoài nó đổ nhỏ hơn mà. Bởi vậy mình muốn còn một xíu đó. Ừ, bởi vậy mình muốn ăn cái mình làm ở nhà mình ăn thấy ngon hơn ha, với lại rẻ tiền hơn nữa. Đi ra ngoài tiệm chắc nhiêu đây có mấy trăm nghìn đó. Các bạn ơi, nãy giờ ăn cũng đã rồi, tính ra một người ăn chắc cũng cỡ 10 cái. Thôi, cỡ đó ha. Cũng cỡ đó ha ta. Ngon không à? Ngon quá ngon, ăn 15 cái rồi đó. Dữ à. Đúng rồi, nãy 14 cái này cái thứ 15 nè. Dữ à. Ừ, no lắm rồi. Ngon mà. Cứ ngắt bụng rồi nè. Đây ngon. Ba người mà không ăn hết cái mâm này luôn. Bữa nay như cô đổ bánh phọt với tép này ăn ngon hết các bạn ơi. Bột vì thì có nước cốt thơm thơm béo béo. Con tép ăn giòn giòn. Bột xốp xốp hột gà ăn rất ngon các bạn. Đúng rồi. Mình khoái làm á, cái mình làm mệt quá mình ăn không nổi á mấy bạn ơi. Nếu như mà không có dịch á mấy bạn, ai mà ở nhà mình á, trời ơi, bữa nào mình làm cái gì ngon ngon cái mình mời qua ăn phụ mình nha. Chứ nhiều lắm luôn á, một chút xíu mình sẽ gửi cho hàng xóm nè. Mình gửi cho ông này đem về nhà cho ông ăn nữa nha mấy bạn. À, tính ra cái này nè, làm gấp đôi ở ngoài tiệm làm luôn, ăn nãy giờ qua tại nó no. Nếu như mà ở ngoài tiệm chắc làm ra cả 200 cái à ha. Tại tôi đổ dày quá không? Dày đúng rồi, nè phòng lên nè, tội nguyên rồi. Bởi vậy mới no mau á, mới ăn có 15 cái no rồi, chứ ngoài tiệm chắc nó ăn 30 cái quá. Thôi hôm kia 24. 24 cái. Ăn quá à. Bởi vậy. Thường nó mỏng, con này nó dày quá ăn gì nổi. Vậy mốt tôi làm mỏng lại ha. Mỏng lại dày quá. Ở nhà mình làm ăn chất lượng, đúng không? Mình làm rồi cho đáng đồng tiền luôn mà. Còn ngoài tiệm thì chẳng phải cho người ta bỏ công, người ta cũng phải lấy lợi chút sức nha. Ok mấy bạn ơi, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc cái clip bánh khọt này ở đây rồi. Nếu mấy bạn nào thích cái món này thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Và nhớ là để địa chỉ lại đi, mình sẽ ship qua nhà cho các bạn. Ở nhà đi mình ship cho các bạn ăn nha mấy bạn. Chào.
các bạn nhớ nhớ ủng hộ cho mấy mẹ con cô nhân các bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Ông nói đi mấy bạn nhớ ủng hộ Bình Như đi, em nói đi. Mấy bạn nhớ ủng hộ Bình Như nha mấy bạn. Rồi, xin chào các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Ok, mấy bạn bye bye nha. Nó còn mới, nó hơi ngại nha mấy bạn. Thông cảm đi, mai mốt nó dạng rồi. Mấy bạn coi nó nói còn hơn mình luôn á. Bye bye. Bye bye.